Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nguyễn Trần Duy Nhất à, thì bên cạnh mình đây là Ai Hoàng. Và trong cái khoảng thời gian này thì ngoài cái việc mà luyện tập cũng như là đi dạy cho người khác thì mình phải tập cho bản thân mình mỗi ngày ở nhà. Thì các bạn biết những cái bài tập mà cơ bản hoặc là nâng cao bình thường gì đó tất cả mọi người đều tập qua và ai cũng thực hiện được, nhưng mà cứ ngày này lặp đi ngày nọ, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì thường người tập cũng như vận động viên sẽ bị chán. Dạ. Đó. Thì hôm nay Nhất sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái bài tập là mình sẽ vừa kết hợp tập cơ bụng mà mình sẽ kết hợp tập với tập luyện luôn. Đó. Mình ở nhà mình có thể bật thêm một xíu nhạc để cho nó hấp dẫn hơn. Nhưng bây giờ có bật được bật chính đã quyền anh. Về YouTube khó khăn quá. Càng khó mà đẹp. Ok. Thì Nhất sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái kỹ thuật cũng như là mình có thể tự tập luyện tại nhà. Thì các bạn có gì cứ comment ở dưới để Nhất và Hải Hoàng sẽ giải thích cũng như là trả lời những cái câu hỏi của các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay lại chủ đề chính là mình sẽ tập cái bài tập mình kết hợp tập cơ bụng với là các đòn đánh. Đó. Thì ở nhà các bạn như nãy mình nói là tự bật nhạc, thích bài nào đó bật bài đó nghe ha. Đó. Khi mình bật nhạc lên là mình di chuyển thoải mái đúng không? Thể thao mà đó. Xong rồi khi các bạn kết hợp với cơ bụng nè, các bạn đang đứng như đúng không? Đó, bài tập của mình cơ bản ngửa ra, lên, nắm một thang. Đó, là gió hả bạn? Đó, đó, mình kết hợp di chuyển. Đó, cứ mỗi tổ như vậy các bạn sẽ thực hiện 10 lần. Ha, đó mình vừa rồi là mình đứng thẳng đúng không? Kết hợp di chuyển, úp, lên, móc. Đó, hai cái. Đó, nha. Đó, nó vừa tập cho các bạn là cái phần cơ bụng rồi các đòn đánh bình thường với là những cái lúc mà các bạn bị ngã ngoài đường hoặc là như thế nào các bạn xử lý. Các bạn để ý kỹ thuật lúc mình ngã xuống nha, cái đầu của mình nó không được thả lỏng, cái cổ mình phải gập lại nè, cái lưng mình giòn nè, đó mình lên lại ha. Đó thì nhắc tố các bạn, những các bạn nào mà chưa bao giờ tập bài này á, mình làm liên tục như vậy 20 lần đó thì các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi của cái bụng cũng như là cái cơ thể của mình. Toàn anh 10 lần thôi. Sẽ phân ra là nhiều set, nhiều cái tổ tập luyện các bạn. Thì ví dụ như những người mới á, khi đầu á thì mình tập 10 một lần như vậy là 10 lần cơ bụng như vậy thôi. Đó. Nhưng mà mình sẽ phân ra cứ 10 lần như vậy thì các bạn nghĩ là 30 giây mình tập luyện lại 5 tổ, buổi sáng 5 tổ, chiều 5 tổ. Nó sẽ giúp cho các bạn chỉ trong vòng 1 tháng nó sẽ thay đổi. Và khi mà các bạn đã quen rồi thì mình tăng lên là 15 lần, 20 lần, 30 lần. Mình sẽ thấy được sự thay đổi. Đó là cái bài mà mình sẽ kết hợp với lại một cái phần cơ bụng. Sau khi mà kết hợp với phần cơ bụng xong, mình sẽ kết hợp với cái phần biết đất trong tay các bạn. Đó, mình di chuyển cái này đánh chọc xuống, lên. Đó, mình chỉ cần nhảy cái chân luôn qua ha. Đó, lên. Hai đầu móc, đóng xuống, lên. Đó, đó. Nó cũng y như là mình sẽ phân xét ra tập luyện cũng giống như là cái phần mình tập cơ bụng vậy đó. Ha. Đó, còn cái phần cuối cùng nữa ha, là mình sẽ nhảy cái chân mình cao lên ha. Di chuyển nhảy, hút, đó, di chuyển, nhảy, hút, ha, đó, đó mình sẽ những cái bài này các bạn kết hợp tập thử lên, nó sẽ tiêu cái lượng năng lượng của mình rất nhiều. Mà mình nhảy những cái này nó có tác dụng đến nhóm cơ nào, nó như hiệu quả đến phần nào trong cơ thể?
chân của mình như là trái chân ha. Lúc mình nhảy lên đó, thì cái chân mình nhón lên, lúc mình đáp xuống thì cũng nhẹ nhàng đó. Những cái bài tập như vậy sẽ hỗ trợ cho các bạn còn thăng luôn từ trên dưới. Thì hy vọng những bài chia sẻ rồi sẽ đem lại gì đó bổ ích cho các bạn khi các bạn